giòn nổ này nha, vừa được hấp dẫn không? Da giòn rụm. Da giòn rụm. Đứng bên này né chị hàng chứ không. Ngại quá. Né chứ từ nãy né thì ghê lắm. Né ghê lắm mà. Lộn lách luôn á chứ. Thấy thương chưa? À. Không dám quay chị chưa? Không dám luôn á chứ. Dạ đây không có cho vừa. Thấy chưa? Thấy người ta thương chưa? Trời ơi, lên sóng truyền hình HTV7 mà. HTV7 đúng không? HTV7 ẩm thực HTV7 luôn. TV mà ổng. TV luôn. Về mở full HD 4K ra là thấy. Bỏ luôn đi. Diễn viên điện ảnh. Ủa. Diễn viên điện ảnh Kim Hằng. Kim Hằng. Bắt Kim Mai chữ à. Bắt Kim Mai chữ à. Chửi ai ra đâu mà chửi. Đó. Đó. Đẹp bánh mì 15k đầy ốc xịt sang cái nhà vợ cậu cả Kim Mai nè làm nè cậu cả chứ đâu phải là cậu ba đâu. Kim cảnh cảnh Lily làm những vụ bánh mì nha quý cô chú anh chị và các bạn. Bánh mì theo quay 15k. Đây là sáng bán không kịp luôn á. Thấy vô bánh mì bán rất là đẹp luôn. Buổi sáng mọi người đến để thưởng thức mua đi làm đó cả nhà.
rất là bình dân, heo quay nhiều, da dồn rụng. Chị cầm tiền theo luôn. Thôi thôi, nói rồi. Chị đừng sáng rồi đó, mà nó hỏi hỏi đó. Mà không cầm, không thôi thì thôi đi vô. Cầm chưa nhiều rồi, lắc cũng có dụng chết cà. Cái gì chứ? Lắc cũng có dụng tiền chết à. Ai đâu mà dám dụng. Vợ cậu cả, cậu cả ở đây mà, cao thủ ở đây mà ai dám dụng. Khiên luôn nguyên thùng mặn luôn á hả chị? Nói chung là ngoài đường này mình nên cũng cẩn thận một xíu, đừng có để dữ ngư quá. Nhiều anh để chụp chặt không? Dữ ngư quá là cũng không tốt. Mua bánh mì cho cả nhà. Buổi sáng cho vợ cậu cả làm bánh mì không kịp tay. Sáng làm. Không kịp luôn. Hai ổ. Cô hai ổ chú một ổ. Dạ. Vô hả? Nè. Dạ. Rồi bà nhảy vô bà phụ tới giờ bà chưa ăn được ổn mì luôn. Chưa ăn được ổn mì à chị Hằng? Chưa. Sáng mà qua đây là bị em bắt cóc rồi. Dạ. Nhà chị Hằng gần đây hả? Sáng hai căn. Dạ, hai căn luôn hả? Rồi, thời gian. Cách hai căn phải? Cách hai căn. À, cách hai căn à, tưởng nhà. Dạ, đại gia. Chị đại gia dính gia. Chị người qua luôn hả chị Hằng? Người Việt mình hả? Dạ. À, có khán giả comment hỏi là Lily là người Hoa hay là người Việt á? Em người Mông. À, người Mông. Lily là người Việt nha cả nhà. Người Việt chính gốc nha. Người Việt chính gốc nha. Nên là người Tây đó. À. Hỏi Tây gì đi anh? Ừ? Anh hỏi Tây gì đi? Tây gì? Tây Ninh á. Tây Ninh nè. À. Người đẹp. Người đẹp Tây Ninh đó cả nhà. Thấy Lily cũng thiếu không? Không phải là không thiếu đâu. Nói tay gì với Tây Ninh, mình quay mình cứ tưởng mà. Dạ, có tay du ký không? Đó nè, cái nhà cảnh cảnh đồ bánh mì không? Rất là nhiều tiền.
15k thôi. Đó hả? Chị chuyển hả? Chuyển địa điểm rồi. Chuyển địa điểm. Bánh mì đơn giản thôi, bình dân, rất là da giòn, rất là ngon nha cả nhà. Ấm hương vị. Ngon bổ rẻ. Ngon bổ rẻ, bình dân. Nhanh và tiện lợi. Nhanh luôn. Tiện lợi nữa. Thường là buổi chiều á thì chị Mai sẽ bán đầy đủ hơn nha quý cô chú anh chị và các bạn, đầy đủ món da heo nè, rồi bữa nay hình như không có giò heo buổi sáng luôn á Ly hả? Dạ, giò heo tùy bữa. Tùy bữa không? Tùy bữa quay sớm hay muộn. Ly làm bánh mì ở nhà, một lọt bánh mì đó. Chớp mắt là hết, nhanh lắm. Xong cái là bắt đầu là bỏ xuống là dọn dẹp. Dọn dẹp tới gọn. Dạ, gọn lại. Ăn mì chị Nga. Cái nhà bánh mì rất là đắt khách buổi sáng á, tiện lợi ăn sáng ngon. À, ngay chỗ có mép tay á, đeo cả ngày. Không nghỉ tay cái nhà đó, xong là quay ra chặt hay quay liền để làm bánh mì. Kia là bánh mì 15k nè, còn đây là nếu mà khách tới mà mình ăn 20-25 gì đó là tùy đó, là Lily với làm cái khác nha cái nhà. Ai muốn ăn thịt nhiều thì để bán theo thịt nhiều. Dạ, Cuộc Sống Sài Gòn TV chị. Dạ. Về ủng hộ nha chị. Dạ, like, subscribe, cảm ơn chị. Dạ. Xe luôn. Like, subscribe, xe luôn. Like rồi, xe. Like với xe gì anh? Xe chia sẻ đó. Còn
này chặt không? Không chặt, đôi 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 không chặt luôn. Không chặt luôn. Đùi á, đùi có là đội nào đi, cô bé là đội nào đi ha? Nhiêu cả? Ba rưỡi. Con nữa ăn đùi không nè? Đùi lúc tao nạt con mỡ. Còn bên hội nè, nạt con